Thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ cải thiện môi trường đầu tư, môi trường sống cũng như đơn giản hóa các thủ tục pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Hà Lan hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trong buổi tọa đàm giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam. Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan tại Việt Nam gồm 130 thành viên, trong đó nhiều công ty trong lĩnh vực công nghệ cao đang quan tâm đến đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp Hà Lan kiến nghị tăng thời hạn miễn thị thực đến 30 ngày và gia hạn thị thực cho các công dân Hà Lan, hỗ trợ các chuyên gia nước ngoài khó khăn trong việc xin giấy phép lao động do quy trình nộp đơn kéo dài và thủ tục hồ sơ phức tạp, giảm ùn tắc giao thông, cải thiện hệ thống đường cao tốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp giấy phép lao động nước ngoài. Chúng ta làm hồ sơ thì một là nộp điện tử, hai là thành phần hồ sơ thì nó đơn giản đến mức có thể, và thời gian thì chỉ còn 3 ngày đối với hồ sơ mới và 1 ngày đối với cấp lại. Đó thì chúng tôi đề xuất là theo hướng như thế, là cái thành phần hồ sơ đó thì được quy định bởi nghị định của chính phủ. Thì cái này chúng tôi một mặt là sẽ báo cáo điều chỉnh những cái nội dung mà không thể bỏ được, nhưng mặt khác đó là những cái gì mà thành phố có thể đơn giản được thì chúng ta tập trung đơn giản. Đó là vấn đề chính sách visa. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị không chỉ 30 ngày mà trong 30 ngày đó có thể xuất nhập cảnh nhiều lần. Nói chung là một cái chính sách visa thuận lợi và nó tương đồng với nhiều quốc gia trong khu vực và thế giới. Thời gian tới, vấn đề giao thông nội thị tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được khắc phục. Thành phố quyết tâm hoàn thành hai tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 và số 2 trước năm 2035. Đồng thời đang nghiên cứu mở rộng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Hiện nay chúng ta đang khởi động lại để khép kín cái tuyến vành đai 2. Tháng 6 này dự kiến thì sẽ khởi công tuyến vành đai 3. Rồi các đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, một số tuyến cửa ngõ, các nút giao, và chủ yếu là sẽ mở rộng các nút giao ở tại các vị trí ở các cảng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Hà Lan sẽ tham gia góp ý cho các dự án chống ngập, thích ứng biến đổi khí hậu của thành phố, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, logistics, văn hóa.